Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Admin Kha, và đây là 5 lý do đáng mua nhất của chiếc Poco X6 Pro 5G này. Thực ra thì nhắc đến cái chiếc máy này thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến cái điểm nổi bật nhất của nó này. Đó chính là về phần hiệu năng ở trong khúc giá này. Nếu so với lại những cái chiếc máy khác rơi vào tầm khoảng 8 triệu đến 8 triệu rưỡi thì cái chiếc Poco X6 Pro này với con chip là Dimensity 8300 Ultra nó mạnh từ gấp 3 đến gấp 5 lần so với lại những chiếc máy khác đến từ Samsung, Vivo hay là Oppo, đúng không nào? Thì đây là một cái điểm mà cực kỳ mạnh của cái chiếc máy này. Và chưa kể đây còn là một cái chiếc máy chính hãng tại thị trường Việt Nam nữa, cho nên là cực kỳ yên tâm về cái chế độ hậu mãi bảo hành cái thứ này kia. Với con chip Dimensity 8300 Ultra thì chúng ta có thể tự tin rằng là chiến được những tựa game như là Genshin Impact một cách rất là thoải mái. Nhìn chung thì tầm này các bạn không thể nào lựa chọn một cái chiếc máy có hiệu suất cao hơn được. Nên nếu đã cần hiệu năng thì đây là cái sự lựa chọn số 1 rồi. Nhiệt độ của cái chiếc máy này nó tỏa ra trong cái quá trình mà sử dụng dùng những cái tác vụ nặng ấy thì mình thấy rằng là nó cực kỳ là dễ chịu luôn, nó không phải là quá nóng đâu. Thứ nhất là phần khung viền cũng như mặt lưng của em này nó được làm từ nhựa, cho nên là cái phần lượng nhiệt nó truyền ra ngoài không quá nhiều. Thành ra là khi chúng ta cầm ấy cảm giác vẫn rất là thoải mái. Và cái thứ hai ấy, là con chip Dimensity 8300 Ultra này nó là một con chip cũng rất là lành, nên tổng thể về mặt trải nghiệm hiệu suất của em này thì phải gọi là tốt nhất ở trong tầm tiền rồi. Lý do thứ hai đó chính là về phần màn hình của em này. Nhìn vào đầu tiên các bạn sẽ thấy ngay là viền của em nó siêu mỏng trong không khác gì một cái chiếc máy flagship tầm khoảng 15-20 triệu cả. Thật sự là nó rất là đẹp luôn, kích thước camera selfie nó vừa phải. Và tấm nền của con này nó là cái tấm nền AMOLED có độ phân giải lên tới là 1.5K. Với kích thước màn hình chỉ tầm khoảng là 6.67 inch thì thật sự rằng là độ phân giải 1.5K nó là cái sự cân bằng hoàn hảo, có một cái chi tiết tốt hơn so với độ phân giải Full HD. Đi kèm với đó nó lại tiết kiệm điện năng hơn so với độ phân giải 2K. Cho nên là mình rất thích với những cái con điện thoại bây giờ rơi vào tầm khoảng là 6.6, 6.7, 6.8 inch mà có độ phân giải 1.5K các bạn nhé. Chưa kể là tần số quét cũng là 120Hz này, đi kèm với độ sáng lên tới là 1200 nits cũng là một cái độ sáng rất là tốt. Con này thậm chí là có thể nâng lên thành là 1800 nits các bạn nha, tùy với những cái nội dung HDR. Màu sắc của cái tấm nền AMOLED này thì mình thấy là nó cũng tươi, nịnh mắt. Đấy, mà nó không phải là quá rực rỡ như là trên một số dòng máy đến từ Realme hoặc là Oppo đâu các bạn nhé. Nó sẽ đi theo cái hơi hướng là nó trung tính và nó chân thật một tí xíu. Lý do thứ ba đó chính là về phần bộ nhớ của em này. Với mức giá tầm khoảng 8 triệu rưỡi thì nó sẽ có RAM là 8GB, bộ nhớ trong là 256GB. Nhìn chung ấy thì RAM 8GB có vẻ như nó chưa là hấp dẫn lắm, nhưng rõ ràng là chúng ta có thể kết hợp thêm RAM ảo nữa để mà có thể nâng lên thành là 12GB hoặc thậm chí là 16GB tùy vào sở thích luôn. Thì lúc đó thì các bạn sẽ tự tin rằng là con này nó có một cái đa nhiệm rất là tốt. Bộ nhớ 256GB nó cũng là một cái sự lựa chọn hợp lý, vì cơ bản các bạn phải hiểu là đây là một cái chiếc máy có hiệu suất cực kỳ cao, mà với một cái tựa game như là Genshin Impact ở thời điểm hiện tại nó đã lên tới là gần 30GB, hơn 30GB rồi. Chưa kể là PUBG Mobile là cũng chục GB này, Liên Minh Điện Thoại Tốc Chiến cũng chục GB này, Liên Quân Mobile cũng chục GB, Free Fire cũng rơi vào đó là tầm 5 đến 10GB. Đấy, cho nên là thành ra các bạn có thể thấy được rằng là dung lượng 256GB nó hoàn toàn là không thừa thải ở thời điểm hiện tại nữa các bạn nhé. Chưa kể là về lâu về dài các bạn quay video, các bạn chụp ảnh nhiều hơn, nên với dung lượng bộ nhớ 256GB như thế này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là sử dụng được lâu dài hơn. Lý do thứ tư đó chính là nó đang chạy cái giao diện Xiaomi HyperOS. Đây là một trong những chiếc máy đầu tiên được trang bị cái giao diện này, và cái giao diện người dùng này nó được tùy biến trên Android 14. Nhiều bạn thì sẽ đánh giá rằng là thì nhìn chung nó cũng không có khác biệt gì mấy so với lại MIUI, nhưng đó chỉ cơ bản là các bạn nhìn thấy là cái giao diện bên ngoài thôi, chứ còn khi mà các bạn thao tác vuốt chạm các bạn sẽ thấy là cái giao diện này nó nhẹ hơn, và thứ hai là cái phản hồi của nó sẽ tốt hơn. Mình thấy là về cái khoảng mà animation tối ưu chuyển động cái thứ này kia là trên HyperOS nó có phần là nhẹ hơn và mượt hơn so với lại cái phiên bản MIUI. Và dung lượng bộ nhớ hệ thống giờ đây thì nó cũng rất là thấp, nó không phải lên tới 15-16GB như là MIUI ngày xưa nữa, mà nó chỉ rơi vào tầm khoảng là chỉ bằng một nửa, hơn 8.7GB một tí thôi. Đấy cũng là một cái điểm mà mình đánh giá rất cao của giao diện HyperOS này. Nhìn chung thì nó sẽ cho ra một cái trải nghiệm rất là mượt mà. Tuy nhiên thì với những cái chiếc máy Poco ấy thì nó vẫn giữ nguyên một cái giao diện cổ điển của nó từ trước đến giờ khá là xấu, thì các bạn có thể là vào bên trong cái phần chủ đề để mà lựa chọn cái giao diện là HyperMind. Như ở đây thì các bạn có thể thấy là icon của nó trông nó sẽ đẹp hơn và nó gần giống với lại cái giao diện của HyperOS hơn. Và lý do cuối cùng đó chính là về khoảng pin và sạc.
Trong khúc chế này thì thực ra pin của em này có dung lượng là khoảng 5.000 mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 67W, thì nó cũng là một cái thông số chuẩn xét ở mặt bằng chung thôi. Nếu như mà trong tầm này thì chủ yếu là chỉ có mỗi Samsung là sạc chậm nhất, chứ còn đối với lại những cái thương hiệu khác ví dụ như là Oppo, Realme hoặc thậm chí là như Xiaomi ở đây thì nó đều là công suất 67W hết rồi. Đây là một cái combo mà mình thấy rằng là nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái trải nghiệm rất tốt về khoảng pin và sạc. Ngoài ra thì còn có những cái điểm phụ khác, ví dụ như là camera của con này cũng rất chất lượng các bạn nha. Đấy, rồi là cảm biến vân tay ẩn bên dưới màn hình rất là nhạy này, rồi là cũng có loa kép đầy đủ, chuẩn kháng nước IP54, đấy có hết. Mà mức giá của em nói thời điểm hiện tại thì chỉ rơi vào tầm khoảng là 8.4 triệu thôi sau khi đã trừ hết quà. Thì đây là một mức giá mình thấy là nó tốt hơn nhiều so với lại cái thời điểm đầu mới ra mắt. Những bạn nào đang quan tâm về cái chiếc máy này thì có thể là kích vào đường link phía dưới mô tả video để tham khảo nhé. 7S hiện tại đang bán chỉ tầm khoảng là 8.5 triệu với RAM là 8GB, bộ nhớ trong 256GB, và mình khuyên là nên mua phiên bản màu vàng hoặc màu xám thì nó sẽ đẹp hơn các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.